Thay mặt toàn ban Việt ngữ Trần Như xin kính chào quý khán giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, hai người tham gia đợt biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng hồi tháng 6 năm ngoái tại Phan Rí bị tuyên thêm án tù. Đó là thanh niên 19 tuổi Đặng Ngọc Tấn và anh Phạm Thanh 32 tuổi cư ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bị tòa án tỉnh vào ngày 21 tháng 5 đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc hủy hoại tài sản theo khoản 4, điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Tòa tuyên cho Đặng Ngọc Tấn 17 năm tù và Phạm Thanh 11 năm tù. Theo hội đồng xét xử thì việc đốt cháy xe công vụ và xe ô tô khác là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại tài sản của nhà nước mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước đó thì vào năm ngoái, tòa đã tuyên Đặng Ngọc Tấn 4 năm tù giam và Phạm Thanh 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Đợt biểu tình nổ ra tại nhiều nơi trên cả nước vào các ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm ngoái, được những người tham gia cho biết nhằm phản đối hai dự luật đặc khu hành chính, kinh tế, đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và dự luật an ninh mạng. Lý do mà người dân tham gia biểu tình nêu ra là quan ngại các đặc khu cho thuê 99 năm sẽ rơi vào tay người Trung Quốc, còn luật an ninh mạng sẽ siết chặt thêm quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Thưa quý vị, nam cựu công an sử dụng nhục hình đánh chết người bị tạm giam được tòa án cấp cao y án. Tin cho biết là tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm vụ án dùng nhục hình đối với 5 bị cáo nguyên cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó thì 5 người bị tuyên án gồm Ngô Văn Sáng 7 năm tù giam, Trần Đức Lâm 6 năm tù giam, Nguyễn Phạm Việt Hà 6 năm tù giam, Hồ Bá Đồng 5 năm tù giam, Vũ Trọng Trường 3 năm tù giam về tội danh là dùng nhục hình áp dụng theo khoản 3 điều 298 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi năm 2009. Tuy nhiên thì đại diện gia đình của người bị hại Võ Tấn Minh không chấp nhận bản án sơ thẩm nên làm đơn kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh từ dùng nhục hình sang giết người. Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm cho rằng các bị cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không cố ý tước đoạt tính mạng của nạn nhân Võ Tấn Minh nên không có căn cứ để chấp thuận chuyển đổi tội danh. Tình trạng các điều tra viên sử dụng bạo lực tra tấn dẫn đến việc người bị tạm giam để điều tra tử vong được cho là thường xảy ra ở Việt Nam. Đại diện Bộ Công an Việt Nam cho rằng một trong những nguyên nhân tử vong tại các cơ sở giam giữ là do phạm nhân day dứt về hành vi phạm tội của họ dẫn đến bi quan mà tự tử. Thưa quý vị, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Vũ Nhôm, Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại CP Đông Á DAB hơn 3.600 tỷ đồng sẽ được mở lại vào ngày 27 tháng 5 năm 2019. Theo Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6. Trước đó, thì vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Vũ Nhôm bị hoãn do quá nhiều luật sư và các bị cáo được tại ngoại đã vắng mặt. Phiên tòa này liên quan đến ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và Vũ Nhôm, cùng với 24 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Ông Phan Văn Anh Vũ từng là một thượng tá tình báo công an. Ông này bị cho là thu tóm nhiều đất đai tại thành phố biển Đà Nẵng và Sài Gòn. Một số quan chức tại Đà Nẵng trong thời gian qua bị bắt vì có liên quan đến những sai phạm của nhân vật Vũ Nhôm. Và thưa quý vị, 8 vụ án nghiêm trọng trong đó có vụ Mobifone mua AVG, vụ đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra truy tố sớm đưa ra xét xử. Thông tin vừa nói được ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 21 tháng 5. Cụ thể, 8 vụ án này, vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, vụ án vi phạm quy định về đất đai tại công ty Hải Thành, vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quản lý vốn tại công ty Viễn thông Mobifone,
vụ án liên quan đến công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Phú Thọ, vụ án ngân hàng Phương Nam, vụ án phạm quản lý tài sản nhà nước tại Đà Nẵng, vụ án tại công ty Sapeco và vụ án thất thoát liên quan đến dự án tại số 812 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại cuộc họp thì Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án về tham nhũng kinh tế. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube OFA Tiếng Việt của Ban. Hay là quý vị vào bản tin lần sau. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.